Bắt đầu từ ngày mai mùng 1 tháng 7 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, áp dụng theo nghị quyết số 24 ngày 14 tháng 5 năm 2023 của chính phủ. Cụ thể, mức tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức viên chức và lực lượng vũ trang từ 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng chỉ nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở gồm cán bộ công chức từ trung ương đến cấp huyện và cán bộ công chức cấp xã quy định tại Luật Cán bộ Công chức năm 2008, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế tại các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên chức và lao động thuộc quân đội và Công an nhân dân. Người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố. Đây là lần thứ 6 mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng trong 10 năm qua. Cùng với đó, lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng từ 12,5% đến 20,8%.